Lời đầu tiên xin cho Hùng gửi lời chào thân thương nhất đến toàn thể quý vị đang theo dõi kênh của Triệu Quang Hùng CFO. Và lời đầu tiên thì cho Hùng gửi lời xin lỗi đến tất cả những anh chị mà cảm thấy là gần như là các anh chị nhận xét, có một vài anh chị thôi nhận xét rằng cái video ngày chủ nhật, chiều chủ nhật ngày hôm qua Hùng có mặc áo và nó không có được lịch sự cho lắm. Thưa các anh chị, với một cái phương châm mà Hùng làm luật đấy, thì Hùng nói rồi, thứ nhất Hùng cũng chỉ là một người bình thường và có những cái cuộc sống gần như là còn bình thường hơn các bạn. Và Hùng luôn luôn có một câu nói, đó là đi với Phật thì mặc áo cà sa và đi với ma thì mặc áo giấy. Ngày hôm qua là cái ngày chủ nhật, thành thử là Hùng hơi bức bối, đặc biệt là trong cái những ngày gần đây Hùng nhận được rất là nhiều cái thông tin không được tốt cho bản thân Hùng và cho cái việc phát triển cái việc mà hỗ trợ cho các bạn xử lý những vấn đề gặp sai phạm của các cái đơn vị tài chính cũng như là các cái app. Thì như các anh chị đã biết thì video ngày hôm qua Hùng có trao đổi với các anh chị khá là nhiều thông tin. Trong đấy có một cái thông tin, đó là rất là nhiều đối tượng hiện tại sau khi mình làm cái video về One Credit và sau đấy là một số trục trặc trong vấn đề mà trao đổi và công việc với một vài app nữa, trong đó có app UniCredit. Thì ngày hôm qua, chính thức ngày hôm qua chủ nhật cho đến bây giờ thì Hùng gần như là bị khủng bố. Thế nào? Thì thứ nhất là Hùng bị khủng bố về vấn đề là dọa nạt. Cái thứ hai nữa là Hùng bị khủng bố về tin nhắn cũng như là khủng bố về gọi điện spam. Thì bây giờ mình sẽ bỏ qua cái việc ngày hôm qua, mình sẽ nói với các bạn theo như cái lời mình muốn hứa. Mình hứa là mình muốn show tất cả những cái vấn đề mình đang gặp phải. Thì thứ nhất, mình muốn nhận được thêm sự ủng hộ của tất cả mọi người. Bởi vì hiện tại mình đang rất là áp lực, cực kỳ áp lực trước những cái áp lực từ bên ngoài, từ công nghệ thông tin, từ việc phá kênh đến hiện tại, đến cả điện thoại của Hùng, đến cả về đe dọa đến tính mạng của Hùng. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn nghe nghe một vài cái đoạn ghi âm. Đây các bạn này, người ta đang 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 phá Hùng này. Đó. Này lát nữa mình sẽ nói cho các bạn. Thì mình muốn các bạn coi một nghe một cái đoạn 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 cho mình xin phép là mình sẽ tắt cái chế độ, để lại chế độ máy bay, bởi vì bây giờ mình chỉ cần bật lên thôi là cứ 3 giây mình sẽ nhận được một cái tin nhắn lạ. Lát nữa mình sẽ nói về vấn đề này, còn bây giờ mình muốn cho các bạn nghe một vài cái đoạn ghi âm. Đây này. Thứ nhất, cái đoạn ghi âm đầu tiên là cái cuộc trao đổi của mình với lại một vài cái đối tượng muốn tìm đến mình để sát hại mình, cũng như là tìm đến Hùng và thách thức những vấn đề, nhưng mà không có vấn đề gì, các bạn cứ nghe rồi các bạn cho mình cái ý kiến. Đầu tiên này. Ai đấy? Tôi bên Chris đây. Bên nào? Thế giờ tao gặp chưa? Bên nào? Con. Câu vừa rồi là nó hỏi là đã dẹp one credit, dẹp được, đã dẹp được chưa? Các bạn nghe này. Chris đây. One credit à? Đã dẹp được chưa mà nổ to thế? Mày là thằng nào? Mày nổ dùng tao đi. Mày là thằng nào? Ở đâu? Địa chỉ số 1 Thông Hành, quận 2, Sài Gòn đây. Xin phép là cái đoạn clip này là mình có nhiều cái câu mang tính chất xã hội bên ngoài. Đấy là cái máu của mình từ ngày xưa rồi. Bây giờ mình đã giảm đi rất là nhiều, nhưng mà gặp những cái đối tượng này mình không thể kiềm chế được và mình phải bộc phát những cái vấn đề mà cái bản tính của mình để mình đối chọi với những người này. Vì những người này là những người mà không có được bình thường. Thế nào? Họ rất là kinh khủng. Đấy. À Bạn thế nghe à? tiếp. Hộ tao đấy. Số 1 Song Anh quận 2 à? Mày chính xác không hay là mày cứ nằm ngón đâu ra mày mất dạy à? Hay là con số và tọc phím này mày chỉ câu view câu like thôi mày. Nó bảo là tại vì nói giọng không rõ lắm, nó hơi hơi tạp nham, thì nó bảo là mình là cái thằng chỉ cào phím hay là câu view câu like mõm gì đấy đấy. Thì tương tác được xem mày kiếm tiền thôi, mày đến bây giờ dẹp mẹ mày đi. Dẹp tao cho Tao mày. nói mày này, mày có nhớ 2 hôm trước đám của mày bị 2 viên gạch vào đầu chưa? Tao bảo thằng em tao đám, mày nhớ không hả? Mày thích nữa không? Đám tụi mày trong đó mày cầm du lô đến đúng không? Có du lô du kích mẹ mày tụi mày. Các bạn không thể hình dung được là trong mấy hôm nay Hùng phải đối chọi và Hùng phải sử dụng những cái nguồn lực của mình để mình đối chọi lại với tụi nó. Sau khi tụi nó là có những cái động thái đến gặp trực tiếp các bạn, các anh chị, mình không thể công bố những thứ đó ra bởi vì mang tính chất là xã hội quá.
lên trên này không có được. Các anh chị cứ nghe tiếp nhé. Cẩn thận với tao. Dạ. Dạ, tao đang on credit đây. Thì sao? Mày dẹp đi, mày không không dẹp rồi, mày chỉ nổ thế không dẹp rồi. Mày cứ đợi đi nhá, thì đơn từ tao chuẩn bị gần xong, mày bộ công an vào dẹp tụi mày, tao thì sức tao dẹp tụi mày, mày hiểu chưa? Con kiến một kiện đủ khoan. Mẹ bọn mày nhìn tỷ đúng không? Mày coi clip thì thằng gì bên mày gọi điện xin lỗi tao mà. Hay là mày là thằng nào nữa? Ừ? Cái thằng đấy chỉ là cái thằng nó đi xui để nó nạt mày thôi. Mày chẳng làm gì được tao cả nhá. Mày là thằng nào? Mày ở đâu? Mày nhà ở đâu? Mày nói ra, mày đọc địa chỉ luôn thì tao cho anh em đến gặp, phải không? Tao nói là... Tao đi con clip đây. Mày không đi con clip, mày lấy cái gì mày chứng minh? Ừ? Mày không dám à? Mày chụp rồi. Mày ngon, mày lấy cái điện thoại bàn mày gọi cho tao để tao check thông tin một phát mà ra con clip á. Thì mày lại nổi như cồn bây giờ mà. Mày là thằng nào? Sao bị đen à? Mày có Zalo không? Mày có Zalo không? Con clip từ đến để làm việc với mày. Mày mày lấy cái địa chỉ bất kể ở đâu ra đến. Tao Buôn Ma Thuột này, mẹ địa chỉ tao công khai trên mạng đây. Buôn Ma Thuột tỉnh Đắk Lắk. Bước xuống Buôn Ma Thuột hỏi thằng Hùng Hải Phòng thằng đéo nào tao biết. Mày bước xuống đây. Đi đông một tí thì mẹ không đéo có bông măng mang về đâu mày à. Nghe không? Tao hỏi em một công ty tao vào và cho mày tìm mày làm gì? Chứ mày ở đâu? Công ty tao đang trong Sài Gòn đấy. Sài Gòn chỗ nào? Chứ mày gọi mày biết đấy, mày chỉ mõm thôi. Tao nói mày này, thì mày tao có cái mạng thôi, tao đéo có mõm với mày, thì tao cái đéo có cái chữ gì, tao đéo ngoài cái mạng của tao. Mày thích lấy không? Mày thích lấy mạng của tao không? Cái gì tao sợ, đéo sợ chết, mày nổ mẹ họ tên cho tao à? Nổ mẹ địa chỉ nhà mày con nào? Mày giỏi mày nổ địa chỉ mà chung mẹ. Mày giúp việc gì mày có việc được không hay mày chỉ bón thôi? Thì tao mõm mày không, mày bản lĩnh mày bước xuống tao gặp tao đi. Mày thích mõm mày ở chỗ nào, mày bỏ số 1 xong ngoài em xuống, xong ngoài các tòa nhà tao đùng đùng, mày ở chỗ nào trong trong đấy? Mày cứ đến địa chỉ luôn, công ty tao gọi điện cho số này, tao sẽ ra nó tiếp mày. Mẹ mày nổ cho nó đẹp, tao đâu có rảnh đâu mà. Em từ trên tỉnh Đắk Lắk tao xuống đó, mày thích thì mày nổ cái địa chỉ chỗ nào cho chuẩn xác. Lát nữa em tao qua mà số 1 xong hành gọi mày không ra được ấy thì mày quan quan cái gì đấy mày né nha. Còn mấy cái thằng mẹ mà sau thì ra ngoài mấy thằng amateur như mày đã gặp nhiều rồi, hiểu chưa? Còn mày cứ giờ đi on từ clip của tao mày không được đâu. Mày còn tao giờ tao đéo biết quan là thằng nào dám gọi điện thoại cho tao đúng không? Mẹ mày tắt lát tao trách địa chỉ mà đéo phải trong Sài Gòn nó là mày biến nha. Còn mày bản lĩnh không? Tao thì Triệu Quang Hùng ở Đắk Lắk, tao thì mày về đây cứ xuống Đắk Lắk nói Hùng Hải Phòng toàn biết chỉ tận nhà tao luôn, ở đây nhà đất Buôn Ma Thuột đây này toàn mặt tiền hết. Tao mày... không biết nhà mày đâu, mày việc khác thì việc luôn đi, mày tao xem mày có việc được không? Cái tao mõ mày không liên quan đến mày là cái thằng bước sang đây, thằng nào? Còn mày ở trong trong mày tao nói tao bố của con đấy đây. Mày bố hay mẹ không thì ba cái thằng kích tướng như mày biến nha. Mày đi vay app vào lo mà trả đi. Mày thì tao vừa định vị ra luôn rồi. Ba cái thằng nhấp nhé. Mày này tao bảo mày bản lĩnh không? Mày bảo anh em đông vào bảo. Trong cái quá trình mà mình nói chuyện với nó, thứ nhất là các bạn biết là trong cái nghiệp vụ định vị ấy, là tất cả những người mà mình câu nó nói chuyện được, mình đưa cái số điện thoại sang là định vị được chỗ nó ở ngay. Thì lúc đó mình định vị nó không ở trong Sài Gòn mà nó ở phía Bắc nha, các bạn biết không ạ? Đấy các bạn nghe thêm này. Báo địa chỉ nó xuống rồi gặp nhá. Thì ba thằng Dương mày không biết được chứ. Diệt được đấy. Sẽ là con của tao vô cùng à. Còn mẹ mấy thằng mày ở đâu? Mày đọc địa chỉ mày có phải dân Bắc ấy, mày đọc địa chỉ sao? Tất cả các tỉnh nha, cái đéo nói phép thì tao nói phép là tao làm, hiểu không? Ba hôm nay tao không lên được clip là bởi vì tao đang củng cố hồ sơ, đéo thời gian nói chuyện. Còn ba cái thằng nhãi nhép như mày ấy, cút. Mẹ mày con nói đúng chuyện ơi, cút. Đúng ơi. Mày không diệt được ép thì mãi mày chỉ là con dép thôi Hùng à. Tao diệt đây không là quyền của tao, mày bỏ tiền cho tao à. Tao thích thì tao diệt, tao đéo thích thì tao đéo diệt đó. Làm được mày diệt được một, tao cho người thêm tiền. Thế mày về mày à. Mày là cái con mày để sổ thuê cho người khác làm gì đâu. Mày là cái gì mà mày nói với tao. Tao thì nếu mua được thì mẹ thằng FB mua tao lâu rồi mày hiểu không? Bắt con mày bớt thời gian nữa. Mày diệt công ty của tao xem mày có diệt được không? Tao đéo diệt nữa, thế thì tao đéo diệt nữa nhá. Tao đéo diệt nữa nhá. Thế thì tao đéo diệt. Mày mõm thôi. Tao mõm mà được chưa? Thuê thôi. Tao mõm mà. Những đào sổ thuê như mày. Cái đoạn này là đoạn vào buổi sáng các bạn. Buổi sáng nay, cái lúc mà sáng nay mình đang có một cái công việc, mình không thể nghe máy, những cái đoạn này mình tức quá. Mình ra ngoài mình nghe và mình nói chuyện với nó. Cái máy là đến cái đoạn mà buổi trưa ấy, lúc mình về là lúc đấy là khoảng 11 giờ hơn. Mình về mình trực tiếp gọi cho nó. Thì đây, mình sẽ cho cái đoạn video
gọi cho nó. Các bạn nghe này, đây là một cái màn mà gắt lắm các bạn nghe nhé. Nó bảo là sao giờ mới gọi điện, lúc đấy mình về rồi buổi trưa, các bạn nghe nhé. Các bạn nghe này. Bây giờ tao mới rảnh, hiểu không? Sao mà đến nhanh thế giờ? Tao tình hình nào? Thế bọn nó thuê mày hả? Hay là mày làm cho nó? Hay là mày là ai? Mày nói thẳng đi. Bây giờ đến thì đáng điện, đến thì giải quyết được cái gì ạ? Tao nghe giọng mày thì cũng như giọng ngoài tao thôi, cũng thân thiện. Tao muốn hỏi anh em thích máu chiến thì mình cứ máu chiến, hẹn nhau một cuộc hẹn nhá. Còn chém gió tao không thích. Còn tao đủ bản lĩnh để là tao làm như thế thì không phải ngại nhá. Còn ở trong Sài Gòn đây là ở đâu thì cứ báo địa chỉ, mà địa chỉ cho nó chuẩn, tao và anh em qua đấy đồng hành. Cứ nổ địa chỉ và cho tao cái lý do. Bây giờ là mày sáng giờ mày điện mày phá tao là ý là sao? Tao đại diện cho công ty. Đại diện cho công ty, tao vừa gọi công ty. Các bạn này, trong cái đoạn thời gian đó mình cho anh em check cái thông tin của thằng này. Rồi mình nói chuyện với nó này. Nó cảm giác không nuốt được mình, các bạn biết không? Nó không nuốt được mình, kể cả hôm trước đụng độ một vụ nó không nuốt được rồi, nó lại chơi cái bài này này các bạn này. Đưa số lên nó bảo không có nhá. Thế là đại diện công ty ở bộ phận nào? Lại đưa số lên không có, biết đi công ty nào nó bao nhiêu số rác không? Rác thì tao không quan tâm, tao đưa lên cho tụi nó nghe cả kia, mà ở đây không có người nào giọng này hết nhá. Còn bây giờ là công ty mày á thì tao vừa điện tao xác minh rồi. Bây giờ là mày ở đâu? Mày là ai? Mục đích gì? Nói. Tao nói mày, tao chẳng có cái gì ngoài bản lĩnh hết á. Chém gió thì tao mà chém gió thì 3 năm trước thì gió đã bay hết rồi chứ. Và bây giờ thì ra mục đích gì cứ nói đi, trao đổi anh em thẳng thắn đàn ông với nhau, đéo phải ngại chứ. Còn thích gọi Zalo thì mày gọi Zalo qua đây. Anh em bao nhiêu thằng? Cơm nước thì mới đi đây đi qua công việc về, sáng nay nó có tí việc học bên này. Có chuyện gì cứ nói, không phải ngại. Anh em chất là chất mà không chất thì đéo chất. Tao và thằng khác là đéo rảnh cho cả chuyện, phải không? Còn Lợi Tín hay Lợi Tùng thì tao thích vật là tao vật, mà tao không thích tao không thích, bởi vì cái kênh tao là quyền quyết định của tao. Đéo còn nào cho tao một đồng nào hết, thành thử là đéo có ai có quyền quyết định ở đây, phải không? Còn anh em đóng ở ngoài thôi. Đến cái đoạn này nó bảo nó trêu mình các bạn. Sáng nay các bạn chưa, nó còn nhắn tin mình đòi lấy răng mình này. Rồi đòi lấy đủ thứ, lấy mạng mình, đòi dọa cả nhà mình ấy. Mà bây giờ nó bảo nó trêu. Có vẻ là nó thấy là nó nuốt không được mình ấy. Nó quay lại nó bỏ hay là như thế nào đấy. Hoặc là đây là những cái đối tượng mà nó khích bác mình để mình làm mạnh hơn cho những cái app kia. Các bạn biết không? Mà làm sao mà nó đủ tuổi để nó đấu với mình được. Loại này thì vứt, thấy không? Các bạn nghe tiếp này. Ông ở đâu? Ở Thái Bình, Nam Định hay ngoài chỗ nào? Ngoài Hải Phòng. Ngoài Hải Phòng chỗ nào? Hải Phòng. Các bạn ở ngoài Hải Phòng các bạn này. Hải Phòng thì gặp ngay mình rồi. Biết ở Hải Phòng mà được rồi. Nói ông nghe một câu này cho nó xanh nè nhá. Mẹ anh em tôi ấy, mẹ ở ngoài Hải Phòng từ cái lúc còn chưa ra cái gì ấy, mẹ từ 20, 29 ấy nhá. Còn ở ngoài Hải Phòng bây giờ lúc nào cũng gọi, ông muốn test đúng không? Dưới 70 anh em, tao xóa kênh. Trong vòng đúng một tiếng là có trên 70 người ở ngoài Hải Phòng nhá. Còn đã anh em mà đã mà xác định là biết thì biết mà không biết thì thôi, còn riêng thằng này không có rảnh nhưng mà nổ nhất gì hết. Còn ở ngoài các cái tiệm cầm đồ Hải Phòng, nếu mà thằng nào mà mở cầm đồ Hải Phòng mà từ cái thời mà 2008-2012 ấy, hỏi đến hôm nay này, nó còn nhiều người còn biết chứ. Còn bây giờ ra ngoài đấy anh em vẫn tiếp mà, mẹ chỗ nào thì được, quan trọng là anh em phải chuẩn chất. Còn mình công nghệ hơi tốt, anh em giúp được nhau thì giúp, không giúp được đừng có phá, không hiểu không? Thế ông đang clip đã bị ép điện, nó tả biết chưa? Điện gì nó điện, mấy hôm nay nó bảo là xin để xóa video. Mẹ nó còn điện, nó bảo thì đéo có tiền để mua cái video của tao đâu. Của tao là... Đấy là mẹ đây còn cứng vào, nó gọi điện nó khủng bố, dạ nhất. Ôi, ơi, ông ơi, mẹ tôi làm nghề này 6 tháng nay là quen mẹ rồi, thằng nào thích hẹn. Mẹ hôm giờ dài hôm bữa Sài Gòn, mẹ nó nổ bao nhiêu địa chỉ, anh em 21 thằng đi vào. Ba xe, con pho, ba xe đi vào rồi. Tên chỗ đéo nào thì gặp mấy thằng rơm rác không, tuổi đéo thì mẹ mình nói chả nói dấu gì nhá. Ở ngoài Bắc mình là em của anh nhá, còn ở trong Nam mình là em của anh đây, mình nói thẳng ngày xưa anh em, bây giờ mình gọi. Còn ở đâu thì gọi ai mãi, còn Long Ai thì cứ vô Sài Gòn Bắc Nam. Còn ở miền Trung mình cũng dám tự hào, đất miền Trung Tây Nguyên 18 tỉnh mình
xin phép các bạn ấy, là có những cái mối quan hệ ấy, đứng ở sau mình không thể đưa ra ngoài này được, bởi vì những người này không bao giờ lộ diện hết, nhưng cái tiếng thì các bạn ạ, chính những người đó mới là trùm, mới là ok, mới là những người chính nghĩa bảo vệ, thế nào. Còn như mình đây, nếu như mình không ra mình làm như thế này mà mình cũng ngồi đằng sau lưng mình giật dây thôi thì làm được cái gì, ai sẽ là người hứng chịu, đúng không? Nên mình mới bỏ cái mặt mình ra đây mình làm. Nên mình hy vọng các bạn ấy, là đôi khi có những thời điểm ấy là mình mệt mỏi quá, mình lên đây mình cũng chia sẻ với các bạn. Đại khái Hùng có cái gì Hùng cũng nói, muốn nói với các bạn hết, các anh chị hết. Kể cả những cái thời điểm mà mình mặc áo này, mặc áo kia, nhiều người bảo nhìn thằng này, thằng kia, bảo nhìn lúc thì giống luật sư, lúc thì giống giang hồ. Tôi bảo các bạn rồi, luật sư bây giờ mà không giang hồ ấy, không ăn nổi đâu. Tôi nói với các bạn, các anh chị, luật sư bây giờ không có quan hệ, không ăn nổi đâu. Không có tiếng nói thì đừng làm luật sư. Tôi nào bảo một câu đấy. Có ngày ấy, đi ngồi bảo vệ cho người khác, bảo vệ thân chủ của mình, bên kia nó xăm chỗ đầy người, nó chỉ thẳng một câu thôi, cút là lo mà cút. Còn riêng thằng Hùng này ấy, không bao giờ có chuyện đó. Khi Hùng đã bước chân vào để bảo vệ cho một ai đó thì từ đầu cho đến cuối luôn, kể cả những cái vụ mà trước giờ mình nói với các bạn có thể coi thêm kênh của mình để biết rằng mình là như thế nào. Và cái kênh này cũng chỉ khoảng tầm 5-10% những công việc mình làm thôi. Những công việc thực tế các bạn không thể nhìn thấy được. Lúc các bạn thấy Hùng ở vị trí này, lúc các bạn thấy Hùng ở vị trí khác, lúc các bạn thấy Hùng như thế này mà lúc các bạn thấy Hùng như thế khác, đó chính là cái điểm mạnh của Hùng. Đi bất kỳ đâu, ở với bất kỳ ai, Hùng đều chơi với họ được. Kể cả dân anh chị em xã hội ngoài, Hùng có nét của anh chị em xã hội ngoài. Kể cả dân trong nhà nước, dân anh em, đại khái nói thẳng luôn các bạn anh chị ấy, là những người có vai vế luôn, à, vai vế luôn. Có tiếng nói lớn của cái xã hội này, mình vẫn ngồi bình thường được. Nhưng ở cái góc độ đó mình không bao giờ mình chia sẻ được. Các bạn phải hiểu cái điều đó. Nên là các bạn thông cảm cho cái việc mà lúc thì Hùng thế này, lúc thì Hùng thế kia. Giống như một con kỳ nhông đổi màu theo thời tiết. Chúng ta có bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Mùa đông các bạn phải mặc áo ấm. Mùa hè các bạn phải mặc áo mát. Còn các bạn ra biển các bạn phải tắm biển. Còn các bạn mà ra biển các bạn mặc đồ như thế này thì các bạn chính là người biến thái. Còn các bạn ấy ra biển ấy, các bạn biết rồi, mặc vest ra biển tắm các bạn biến thái. Nhưng nếu ở một cái vị trí của một cái nơi thành phố mà các bạn mặc đồ biển đi ra đi lại, các bạn chính là người biến thái. Tôi nói rồi, ai cũng phải đi toilet, ai cũng tắm cởi chuồng cởi đồ hết ra, ai cũng có chuyện này chuyện kia. Nên cuộc đời chúng ta không phải lo lắng gì cả. Hình hôm nay chúng ta bị đăng, hình hôm nay chúng ta bị người ta bóc, video bị người ta bóc, nhưng cuộc đời các bạn ạ, các bạn phải nhớ cuộc đời là một cái gì đó mà các bạn phải luôn luôn uốn mình theo nó. Không thể vì dăm ba cái tấm hình, đôi lời dọa nạt, đôi lời này nọ mà chúng ta phải sợ sệt. Mạnh mẽ ở chỗ đó, dám đương đầu. Các bạn ạ, mình luôn luôn tâm niệm rằng cuộc đời cho Hùng cái mạng này, Hùng phải cống hiến từ giờ cho đến cuối đời. Tôi chưa biết ở cái đoạn cống hiến đó được bao nhiêu, được bao xa và được như thế nào, nhưng tôi sẽ làm hết mình. Và cuộc đời cho Hùng những thứ mà Hùng đã trải qua, nó chính là cái nền tảng để Hùng vững bước đi lên. Tại sao các bạn bảo Hùng cái gì cũng biết? Bởi vì Hùng cái gì cũng gần như trải qua. Sống chết cũng trải qua, học cao cũng trải qua, mà học thấp cũng trải qua, ở vị trí nào Hùng cũng từng đã trải qua. Thì đấy chính là cái kinh nghiệm xương máu để Hùng có được ngày hôm nay. Chứ không phải Hùng lên đây Hùng chém gió các bạn. Các bạn biết, kể cả về tất cả những vấn đề từ công nghệ thông tin, từ máy tính tất tần tật, các bạn thấy video của Hùng, Hùng tự làm. Hùng tự post lên, tự chỉnh sửa, tự tất cả, nhưng muốn làm cái gì cũng được hết. Nên các bạn cứ yên tâm rằng có một người gần như đủ lực để giúp các bạn. Và có một cái lực mà tất cả mọi người không có. Đó là mình hay nói với các bạn ấy, cái gì mình cũng sợ hết, chỉ không sợ mất cái mạng này giúp cho các bạn thôi. Nên đôi khi Hùng có sai, Hùng có quên, các bạn cố gắng bỏ qua. Đừng có vì cái này, vì cái kia mà nói Hùng. Hùng biết trong này có rất là nhiều người theo dõi Hùng. Và lâu lâu nhắn những cái tin nhắn là hôm nay nhìn như thằng này, thì mình biết cái việc mình đang nói chuyện với các bạn, mình đã sai một vấn đề gì đó. Giống như ngày hôm qua cái clip của mình là mình không mặc áo. Nhiều người bảo là thằng này mất lịch sự quá. Nhiều người thì bảo là nhìn thằng này như cô hồn các đảng, như giang hồ. Mà thằng này nói chuyện mất dạy quá. Mà rồi thằng này là luật sư kiểu gì? Các bạn cứ bình luận thoải mái. Cái đấy chính là cái giúp cho mình, để mình có thể củng cố. Ngày hôm qua mình khác, còn bây giờ mình khác, đúng không các bạn?
ngày hôm qua là bởi vì ngày chủ nhật, bởi vì cái thời điểm đó, cái thời điểm mình không cần phải ngồi ăn mặc trang trọng thế này, nhưng hôm nay là thứ hai, cái ngày mà mình đi làm, hôm nay mình phải tiếp rất là nhiều người, gặp rất là nhiều người, thì mình không thể ăn mặc như hôm qua. Nếu như bạn nào nói bạn ở nhà bạn không cởi áo bao giờ, tôi xóa kênh. 100% tất cả những người đã từng cởi áo, đã từng cởi quần và đã từng không mặc gì, các bạn cứ tin điều đó. Sáng nay, hôm qua mình gặp rất là nhiều cái áp lực. Và đây mới chỉ là một phần áp lực nhỏ đối với mình thôi. Cái chuyện này ngày xưa mình gặp thường nhật, thường ngày luôn các bạn. Và bản thân của Hùng chính là cái người mà đã từng như thế này này, đã từng vác điện thoại lên dọa dẫm người khác, đến nhà để dọa dẫm người khác. Nhưng bỏ là bỏ, quay về bờ lấy cái thế lực đó, lấy cái sức mạnh đó để quay về bảo vệ những người mà trước đây mình đã từng từng làm một cái gì đó nó không tốt. Giống như câu chuyện mình nói là bây giờ mình quay lại tất cả những chỗ ngày xưa mình nói luôn ấy, là mình gặp người ta và mình như thế này thế kia, bây giờ mình quay lại mình cho lại người ta, mình xin lỗi lại người ta nhìn thấy mình như thế này, người ta khóc bảo trời ơi cuộc đời tại sao lại như thế, tại sao ngày xưa em như vậy mà bây giờ em quay lại em lại tốt như vậy, em phải như thế này thì tụi chị mới sống nổi. Các bạn biết là làm bất kỳ điều gì Hùng luôn luôn làm tới nơi tới chốn, nên các bạn yên tâm rằng nếu như Hùng là một thằng đi đòi nợ, các bạn không có cửa nói chuyện với Hùng đâu. Nếu như Hùng là một thằng mà làm cái điều ác như những người đang làm đây, thì các bạn là những người mà phải chịu những cái vấn đề mà còn kinh khủng hơn. Bởi vì mình làm việc bằng cái đầu, còn chân tay thì không ăn thua nữa rồi. Xã hội bây giờ chân tay không ăn thua, cái đầu, một cái đầu các bạn. Các bạn nghe tiếp này. Thằng nào đủ bản lĩnh ấy, cứ đọc địa chỉ mẹ em, còn ông anh ông bạn gì đấy không biết, nhưng mà không tin cứ test. Còn đôi ba cái thằng công ty ông Tùng ấy, đéo nào thích thì đây, đéo có cái gì ngoài cái mạng, mà đéo có cái gì mà đéo sợ ấy, chỉ sợ là đéo chết thôi. Mày có nó xác định bỏ mạng ra, tụi mày có trăm thằng có cho mẹ đứt hết, chứ còn lũ mẹ nổ cho to vào cho một phát, tụi mày có đủ bản lĩnh mà mua để như tao không? Nhà tao lúc nào cũng có, mẹ bước đến sân là giải tán luôn. Ông cũng lâu giờ gọi điện thì số rác nó gọi điện nó xưng là công ty này thì ông biết là sao được nó là người tao lại đâu. không biết, mẹ vừa rồi nó dùng số. Nó bảo là nếu mà dùng số rác gọi thì làm sao biết được, đúng không? Các bạn chưa biết được cái công nghệ định vị, chỉ cần bật máy gọi giữ được khoảng tầm vài giây vài phút thôi, định vị chỗ luôn các bạn. Trừ khi các bạn gọi xong vứt sim thua. Các bạn phải hiểu nghề, coi nhiều phim trinh thám vào. Mày check thông tin một cái nha. Mẹ ông anh ngoài kia đưa ra check một phát ra thông tin, mẹ định vị được cái chỗ ngồi luôn, chứ đừng có nói mà ấy. Ông thông tin thì mẹ điện thoại với mình, đâu có thời gian, nay chủ nhật nghỉ thì sáng nay giao lưu anh em một tí. Qua giờ đang ở dưới huyện, anh em mày lên Zalo mà coi nhá. Anh em mình mẹ có phải cái dạng mẹ đôi ba hình xăm trên người là anh em đâu. Đéo có hình nào nhưng mà chất là chất. Mình nói thẳng luôn anh em nói chuyện này. 2018 thì thằng đéo nào cũng 12 25, mình thì chẳng qua là dịch mẹ thương tật trên người hơi sâu rồi. Mẹ có mặt giám định mà nó còn năm có mặt thì mẹ chắc 80%, nhưng mà đéo chết được. Là đéo chết được. Trên người đủ bắt đầu bây giờ một nửa có, đứa nào đụng vào thả hạt bi xuống chắc không khi còn lủng. Mày tay chân bây giờ thì toàn là sắt, tụi mày có chém được không? Chém có gãy được sắt trong xương đâu không? Không. Đợi theo. Còn anh em thì thôi, ông anh ở đâu thì đấy, nếu mà đã xác định anh em thì ok anh em. Còn gặp kể cả ông anh bảo là bây giờ tôi có việc nhờ ông á, ông chạy qua quán này giùm tôi, anh em tôi qua liền. Số ngày, tại vì sao? Một ngày mình gặp nhiều người lắm. Biết đâu những người khách hàng nó than nó khổ với mình, nó bảo anh ơi cứu em một cái, em đang ở quán này úp giò mình về đúng không? Anh em đi phải có phải là chém gió mà đi được, mà mình đi phải đi xuyên luôn rồi. Có phải là ở nhà mà chém gió như mấy thằng YouTuber vớ va vớ vẩn đâu. Sài Gòn thì mẹ ở nát cả thắng cái tháng trong đó, lấy số lấy máy lấy luôn. Ơi tinh thần mày đi, mình chạy về nhà cái đó nhá. Được, ok rồi nha. Mình thực ra là mình cũng chẳng biết là cái thành phần nào, có phải là one credit hay không, có phải là dân xã hội hay không, dân chợ búa hay không. Nhưng đây là một cái video mà mình cho các bạn nghe trực tiếp, thế nào nghe trực tiếp. Còn về cái số thì tạm thời mình không có muốn đưa cho các bạn coi bởi vì có nhiều vấn đề, thế nào. Sau cái nhưng mà sau cái cuộc điện thoại này thì đúng chiều ngày thứ chủ nhật cho đến bây giờ là điện thoại mình bị nó khủng bố liên tục. Cái điện thoại, cái SIM mà 0941 615 666. Đấy, khủng bố là khủng bố như thế nào các bạn nhìn này. Tôi cho các bạn nhìn. Đây, toàn bộ nó ghi là số riêng, khi mà bây giờ là mình đang để chế độ máy bay nên là không thấy. Các bạn check, các bạn đưa ra này.
không có hề hiện số này các bạn thấy không? Không hề hiện số mà chỉ số riêng này thôi. Đấy. Bật lên là cứ 5 giây nó một lần. Bây giờ các bạn không tin mình sẽ bật lên cho các bạn coi này. Bỏ chế độ máy bay này. Vài giây là nó bụp, vài giây là nó bụp. Đấy, các bạn đợi tí nhé. Khéo nó gọi được bây giờ. Đây này. Đấy. Đây nhìn này, có nhiều số riêng. Đấy. Nó gọi liên tục. Gọi tắt, gọi tắt, gọi tắt. Và hiện tại là mình đang nhờ mấy anh em ở ngoài 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 ngành, bên ngành ấy, để xử lý cái vấn đề này. Thì anh em bảo là đây này, các bạn thấy không, nó lại gọi nha, gọi tắt này, chuẩn bị tắt này, đấy, tắt cứ như thế. Thành thử là điện thoại bây giờ của mình á, là mình chủ động mình gọi các bạn thôi. Các bạn gọi nhiều khi dính vào gọi không được, nên là ngày hôm nay mình mới quyết định một cái vấn đề mà mình nghĩ là các bạn cũng biết. Đó là quyết định một vấn đề, đó là cái số này tạm thời các bạn đừng gọi cho Hùng nữa, để Hùng xử lý. Còn các bạn muốn gọi cho Hùng thì các bạn gọi số 1900 4686. Các bạn gọi lên đó, nếu các bạn có bất kỳ việc gì, các bạn gọi lên trên đó, các bạn để lại thông tin. Khi mình nhận được thông tin, mình sẽ gọi ngược lại cho các bạn. Các bạn gọi lại, một, nếu gặp mình tư vấn luôn. Hai, nếu như không gặp mình, các bạn văn phòng luật của mình sẽ tư vấn cho các bạn. Nếu không tư vấn được, các bạn đó sẽ trực tiếp đưa cái số đó cho mình sẽ trực tiếp gọi cho các bạn. Đấy, thế là cái phương án mà mình đang xử lý. Đó là các bạn tập trung gọi cái số 1900 4686, gọi đến để lại thông tin, mình sẽ gọi lại cho các bạn để tư vấn. Các bạn để thông tin họ tên, ngày tháng năm sinh, ngày cấp, nơi cấp. Đấy, rồi địa chỉ. Rồi các bạn để lại nội dung là cần tư vấn cái gì. Các bạn trình bày xong, mình sẽ đọc cái đó và mình gọi cho các bạn luôn. Còn nếu mà điện thoại mình không có tiền, mình sẽ nhắn các bạn, hoặc là thậm chí là lấy Zalo các bạn. Các bạn nhớ là để cái Zalo cho mình sẽ chủ động liên hệ với các bạn. Thì các bạn cũng thấy là hiện tại Hùng gặp rất là nhiều cái áp lực thực sự và nhiều cái rủi ro thực sự, và nó ảnh hưởng đến cả về tính mạng, và ảnh hưởng đến về công việc, và ảnh hưởng đến những cái mối quan hệ của Hùng. Bởi vì Hùng biết rằng khi mà Hùng làm một cái vấn đề nó rất là gay gắt, thì đôi khi có những người không dám ngồi cạnh Hùng bởi vì sợ vạ lây, và đôi khi có những người không dám chụp hình với Hùng bởi vì sợ mang tiếng. Nhưng thưa các anh chị, các bạn, mình đâu có đi ăn cắp, đâu đi ăn trộm. Mình đang làm một công việc mà mình nghĩ là ít người làm được. Vẫn có người làm được nhưng ít người làm được. Vậy tại sao các bạn không ủng hộ? Tại sao các anh chị ở bên các cái đơn vị, các ngành không ủng hộ? Bởi vì bản thân của các anh chị cũng chính là những người đã từng bị cái vấn đề này rồi. Vừa rồi mình trao đổi với một đồng chí, một anh là sếp lớn. Mình nói luôn là viện trưởng trở lên. Đó. Thì bản thân anh ấy cũng là người bị các bạn. Anh ấy là người bị. Và các bạn biết là hiện tại là mình cực kỳ đau xót những cái thông tin các bạn đưa cho mình. Ngày hôm bữa là mình nhận được thông tin của một cô gái mà mình đã kể cho các bạn. Thì mình sẽ để cái video sau, bởi vì cái đoạn thông tin nó rất là dài. Thế nào? Bị áp khủng bố đến mức độ là sảy thai các bạn. Đứa con 5 tháng ra đi. Và người mẹ rất may là bác sĩ cứu chữa được. Cực kỳ đau thương các bạn ạ. Và hiện tại mình đang giúp cô đấy, bởi vì đến thời điểm bây giờ cô ấy vẫn chưa được buông tha. Và mình đang tập hợp toàn bộ các cái thông tin để mình gửi ra ngoài Bộ Công an. Thì clip này thì ngang đây, mình chủ đích muốn thông báo các bạn một vài vấn đề. Thứ nhất, hiện tại là mình đang còn phải xử lý những vấn đề xung quanh bên ngoài. Có rất là nhiều người đây, nó lại gọi này các bạn thấy không? Đó. Nhá thế này thì làm sao mình dùng được điện thoại, đúng không các bạn? Nhá tắt. Thì mình đang nhờ ở ngoài bên chỗ Cục Phòng chống tội phạm, an ninh mạng. Và nhờ luôn PC47 xử lý cái vấn đề này giúp mình. Cái thứ hai nữa là mình đang nhờ một đội IT check cái thông tin này. Và mình đang liên hệ với lại thằng Vina để mình phản ánh vấn đề này. Và qua điều tra thì hiện tại đang có 4 đơn vị nằm trong cái hạng mục tình nghi của bên các đồng chí bên công an. Và mình đề xuất 4 đơn vị đó. Thứ nhất, One Credit Lợi Tín. Thứ hai, Uni Credit các bạn nha. Thằng này mình đang xử lý nó, đang thu thập thông tin. Thứ ba là Tamo. Thứ tư là One Click Money. Bởi vì Tamo và One Click Money đã từng sử dụng cái đầu số này để gọi cho mình. Thì mình đang đưa 4 đơn vị này. Và hiện tại đang cho check xem cái số này từ nhà mạng nào. Nghĩa là từ dịch vụ truyền thông nào. Bởi vì hiện tại những cái đầu số này là những đầu số được
cấp sử dụng và ẩn danh số điện thoại. Và vô đây mình không thể chặn được luôn các bạn này. Mình không thể làm gì ngoài việc là phải né qua cái đầu số khác, các bạn thấy không? Nó gọi ngày gọi đêm. Đưa sang cái đầu số 19004686 đây các bạn. Đây, các bạn có thể gọi mình cái số 19004686. Mình sẽ cho ekip tăng cường cái độ nghe máy và thực tế các bạn gọi vào đó sẽ dễ gặp mình hơn khi mà các bạn gọi điện thoại. Các bạn chỉ cần gọi đến để lại thông tin, sau đấy bên mình sẽ gọi lại cho các bạn, cho các anh chị hỗ trợ luôn và ngay. Và ekip của mình sẽ hỗ trợ gọi cho các bạn để các bạn biết được cái vấn đề như thế nào. Và tới đây mình sẽ thay đổi một cái số để mình gọi cho các bạn nha. À, thậm chí là dùng số này cũng được, bởi vì khi mình gọi đi thì nó không sao hết. Các bạn gọi đến vẫn được nhưng mà lâu lâu được, lâu lâu không. Thì video này đến đây cũng tương đối dài. Mình hy vọng được sự ủng hộ tất cả của tất cả các anh chị em và mọi người. Nếu như anh chị em nào thực tâm muốn giúp đỡ Hùng thì anh chị em vui lòng ủng hộ Hùng bằng cách chia sẻ những cái video này đến nhiều người hơn. Và đặc biệt là có thể gọi điện đến đầu số 19004686 để lại thông tin. Ví dụ các bạn muốn kiểm tra CIC nợ xấu, gọi. Các bạn muốn tư vấn luật, gọi. Các bạn muốn liên hệ với Hùng để hỗ trợ cho Hùng về cái vấn đề gì đó, gọi. Và rất mong, thực sự Hùng rất mong. Đến thời điểm này Hùng rất cần tất cả các anh chị và các bạn để ủng hộ cho Hùng. Về mặt kinh tế mình chưa dám nói, nhưng về mặt tinh thần mình cực kỳ cần. Bởi vì mình không muốn mình đơn phương độc mã. Và đặc biệt mình không muốn hơn 80.000 người mà đang follow, đang hỗ trợ Hùng lại dừng dưng bỏ qua. Bởi vì nếu các bạn không hỗ trợ Hùng nữa thì Hùng cũng sẽ phải dừng thôi. Các bạn hiểu không ạ? Không muốn dừng cũng phải dừng, bởi vì áp lực quá lớn. Mình đang đối đầu với tất cả những người giàu. Đây, nó lại gọi các bạn theo. Đấy, gọi lại tắt. Mình đang đối đầu với tất cả những người giàu. Nên nếu như mình không có bản lĩnh thực sự, mình không có cứng thực sự, mà mình không có cái thế lực thực sự, thì mình không thể tiếp tục nữa. Các bạn hiểu vấn đề không ạ? Và cũng có nhiều bạn nói là bây giờ ông Hùng cũng bắt đầu là nói về tiền. Vì sao cái clip ngày hôm qua lúc mà mình nói là những ai mà cờ bạc, những ai mà như này như kia, hoặc là những ai mà có đủ điều kiện thì mình sẽ nói chuyện về vấn đề phí tư vấn. Nên nếu như anh chị mà có điều kiện, các anh chị có thể hỗ trợ kênh cho Hùng. Còn những anh chị nghèo, Hùng còn muốn cho nữa cơ. Và thực tế Hùng bây giờ đang hỗ trợ. Vì tới đây Hùng sẽ mở ra những gói hỗ trợ có thể là 5 triệu đến 10 triệu thôi. Hỗ trợ trực tiếp cho những người nghèo, nhưng mình sẽ hỗ trợ bằng cái con đường là mua đồ để các anh chị làm. Ví dụ như cái cô bé mà hiện tại đang biết về cái nghề may nhưng mà đang thiếu máy may. Mình sẽ mua một cái máy may và mình đặt ở ngoài chợ, mình sẽ làm với ban quản lý chợ để cho cô đấy có một nơi ngồi miễn phí. Thế nào? Bởi vì mình đi là mình sẽ xin giấy tờ miễn phí để ngồi đó để làm công việc là may vá, rồi sửa quần, sửa áo, sửa cúc, sửa đồ, đúng không ạ? Thì với cái thu nhập đó thì khi nào cô ấy đủ cái tiền hoàn gốc cho bên mình thì cô ấy phải trả thêm một phần gốc kèm với một phần lãi rất nhỏ nhưng phải có lãi, và hoàn lại cho mình cái số tiền gốc đó để mình cầm tiền gốc đó đi giúp người khác, cầm tiền gốc giúp người khác. Và cô đó nếu như mai mốt cô ấy có đủ điều kiện mà bắt đầu bứt phá đi lên, cô ấy phải ủng hộ lại cái phần chi phí đó. Thì cái phần mà tất cả những anh chị em mà tin tưởng Hùng mà gửi tiền ở chỗ Hùng chẳng hạn, các anh chị em gửi tiền chỗ Hùng thì Hùng sẽ sử dụng cái nguồn quỹ đó để hỗ trợ cho những người kia. Và Hùng sẽ tạo ra một cái đội thẩm định đi đến để thẩm định tận nơi, mua đồ đến tận chỗ và công khai lên trên clip của mình luôn. Mình sẽ giúp cuốn chiếu như thế các anh chị. Và những người mình giúp sẽ có một cái nhiệm vụ là quay lại để giúp lại bên mình. Hay nào? Bởi vì lúc đó anh chị cứng rồi. Các anh chị giúp có thể là 100 ngàn hay 1 triệu. Nhưng tiền đó mình nói với anh chị này, mình sẽ trả lại cho các anh chị. Ngoài ra còn kèm một khoản lãi suất nữa. Nhưng lãi suất này chắc chắn nó sẽ thấp hơn cái lãi suất mình thu về của các bạn. Ví dụ như các bạn nhận được cái gói 10 triệu, lãi suất là 10% một năm. Nghĩa là trong một năm các bạn chỉ phải trả nó là 10 triệu, 11 triệu, đúng không ạ? Thì cái người mà gửi tiền thì mình chỉ trả một nửa số đó, có thể là 10 triệu 500. Thì mình còn chênh lệch ra được một phần tiền để mình bỏ vào cái quỹ từ thiện, để làm cho cái quỹ mình ngày càng lớn lên. Và đây là một cái mà Hùng đã chuẩn bị về pháp lý tất cả mọi thứ để làm. Và chắc chắn thời gian tới tất cả những anh chị mà có điều kiện ở trong kênh của Hùng cũng như là ở ngoài kia, những người mà đã xem video của Hùng, đã thấy được cái video của Hùng, anh chị có thể ủng hộ bằng cách là gửi tiền ở nơi Hùng.
Và gửi tiền ở đây sẽ có pháp lý đàng hoàng, nó là pháp lý, một pháp lý hoạt động về tài chính và cho vay cũng như là huy động. Đấy, nó lại gọi này, cho vay và huy động. Và các anh chị vừa có cái độ tin tưởng ở phần pháp lý và các anh chị vừa có thể tin tưởng ở bản thân Hùng. Bởi vì với cái vai trò của Hùng hiện tại, Hùng không bao giờ dám làm một bất kỳ một cái điều gì mà để ảnh hưởng đến uy tín. Và Hùng cũng mong muốn, Hùng chính là cái cầu nối để giúp cho tất cả các anh chị, người nghèo tiếp cận được người giàu và người giàu làm được công việc từ thiện. Và người mà đứng ở giữa để làm việc này chính là bản thân Hùng. Bởi vì cái khổ của người nghèo là đi vay rất là khó, bởi vì là sợ nhất là người ta sẽ bùng tiền của mình. Những người giàu ấy, sợ nhất là những người nghèo sẽ bùng tiền. Và những người nghèo với tư thế đó không thể đi vay được. Và cái việc phát triển từ cái đồng tiền đó lên trở thành một cái vốn, một cái quỹ lớn thì chắc chắn Hùng sẽ làm được. Với cái IQ, cái kinh nghiệm về tài chính từ năm 2014 cho đến bây giờ và cái kinh nghiệm quản trị với những cái vốn có của mình sẽ làm được cái điều đó. Và mình rất hy vọng nếu như tình cờ mạnh thường quân nào nghe được điều này, mong mọi người ủng hộ. Và sắp tới có thể là sau Tết, Hùng bắt đầu triển khai cái này. Và Hùng sẽ đến tận nơi tất cả những anh chị mà có đủ điều kiện để hỗ trợ. Mình sẽ đưa ra cái bản kế hoạch làm việc chi tiết cụ thể và cái định hướng đó là lấy tiền đó để cho những người nghèo vay. Nhưng chúng ta cho vay bằng tài sản và bay vay bằng cái việc mà các anh chị đó có thể là có một cái cần câu cơm. Sau khi có cần câu cơm đó, chúng ta sẽ thu lại cái phần tiền của mình và cho những người khác vay, nhưng với một cái lợi nhuận theo đúng quy định của ngân hàng. Thì rất là hy vọng tất cả các anh chị chia sẻ video này cho Hùng. Và mong muốn các anh chị luôn luôn đồng hành cùng Hùng. Hy vọng Hùng sẽ tạo ra được những cái giá trị mà sau này có chết đi, mọi người vẫn còn nhớ đến Hùng và nhớ đến tất cả những anh chị mạnh thường quân. Và hiện tại đi với Hùng cũng có rất là nhiều người, ví dụ như một vài anh chị mình đã từng nhắc tên, ví dụ như anh Tuấn này, chị Hà, kể cả một vài người nữa, luôn luôn sẵn sàng, kể cả là chỗ cô Minh chẳng hạn, là những người mà luôn luôn sẽ sẵn sàng ủng hộ cho Hùng cái vấn đề là tạo ra một cái quỹ. Có thể là nó nhỏ thôi, một cái quỹ có thể là vài ba chục triệu trước, thì mình sẽ sử dụng vài ba chục triệu mình giúp cho vài ba người trước. Có thể là giúp trong một thời gian ngắn thôi, chứ không đến một năm, có thể là 2 tháng, 1 tháng, 3 tháng, để người ta có đủ khoản tiền để người ta vực dậy. Thậm chí nếu người ta đang nợ nần khoảng 5-10 triệu, chúng ta sẵn sàng là chúng ta có một cái cách gì đó để giúp cho người ta luôn. Đây là một cái điều mà mình đã từng trăn trở với rất là nhiều anh chị. Và hy vọng cái việc mà cái kế hoạch này của mình sẽ được các bạn ủng hộ, tất cả các anh chị ủng hộ. Chúng ta không có nhiều thì chúng ta có ít. Tất cả những anh chị gửi 100 ngàn, 200 ngàn đều có lãi suất hết. Và cái tiền đó nó trở thành một cái tiền vô cùng nhân đạo các bạn ạ. Cái xu hướng của Hùng ấy là cái xu hướng luôn hướng về cái nhân quả. Người ta bảo nhân quả tuần hoàn, mình gieo nhân nào sẽ gặp quả đó. Ví dụ hôm nay các bạn ra ngoài đường, các bạn gặp một người, các bạn tát nó một cái, chắc chắn nếu người đó không đủ lực tát các bạn, sẽ có người khác tát các bạn. Hôm nay các bạn đi ăn trộm, một lần không sao, hai lần cũng không sao, nhưng đến lần thứ ba các bạn sẽ bị bắt. Đấy là cái nhân quả nhìn thấy nhất. Nếu như các bạn nhắm mắt đi đường, các bạn đi ẩu, các bạn đi lạng lách, các bạn sẽ ngã. Đó là cái hậu quả, đấy chính là cái nhân quả đấy các bạn. Chứ không phải là hôm nay chúng ta làm một cái việc ác, rồi đến đời sau hoặc là đến khi nào chúng ta chết đi thì chúng ta mới nhận được, không. Ngay thời điểm nhân quả thấy luôn, các bạn thấy không? Cái việc mà mình đang làm ở đây các bạn thấy có nhân quả luôn rồi. Thứ nhất, được các bạn ủng hộ rất là nhiều, mình cảm thấy rất là vui. Và cái việc mà mình chống đối với tất cả những cái đơn vị tài chính, các app, cũng nhận luôn cái nhân quả đây luôn. Mình gieo nhân nào mình gặp quả đó. Mình đối chọi với họ thì họ quay lại họ chửi mình, họ hại mình, họ làm mọi cách để triệt hạ mình. Bởi vì mình là cái người đang bảo vệ cái vấn đề mà họ không bao giờ mong muốn. Thì video đến đây cũng rất là dài. Mình hy vọng các bạn coi kỹ video này. Bởi vì trong video này mình cũng không phải là cái gì đó nó sâu sắc. Tuy nhiên đủ để các bạn thấy được cái định hướng và cái con đường mình đang đi. Chứ mình cũng không muốn là đi kêu gọi từ thiện làm gì. Bởi vì kêu gọi từ thiện nó không tạo ra tiền, mà từ cái khoản tiền từ thiện đó mình phải tạo ra một khoản tiền khác. Ví dụ một tháng từ lợi nhuận mình có thể trích ra 2% đến 5% tổng lợi nhuận bỏ vào một cái quỹ. Và quỹ đó là của tất cả mọi người chứ không phải của Hùng. Hùng chỉ là một người đứng ra để bảo đảm cái quỹ đó không bị mất đi. Không bị mất đi các bạn. Và các bạn hãy tin tưởng đi, với vai trò và quan hệ của Hùng bây giờ, Hùng không bao giờ làm những cái công việc mà mất đức. Bởi vì Hùng đã gieo cái nhân là cái nhân tốt. Và mình hy vọng cái nhân tốt này sẽ mở nở ra một cái cây tốt.
Và cái cây tốt đang sum xuê trái, mình không bao giờ mình làm mất cái cây tốt đó được. Bởi vì mình tin rằng cái thành quả của mình, cái cống hiến của mình sẽ được đền đáp. Mình không biết là nó là bằng cái gì. Có thể là mình đến nhà bạn, nhà anh chị, nhà các cô, các chú, được các anh chị mời một bữa cơm. Ví dụ như ngồi ăn cơm nhà chị Huệ, ngồi ăn cơm ở nhà cô Minh, ngồi ăn cơm của những người bạn ở các tỉnh khác. Đấy chính là cái mà mình muốn nhận được. Chỉ là một bữa cơm gia đình, chỉ là một cái gì đó, nhưng mà nó là động lực. Đấy, còn mình cũng hy vọng tất cả những anh em xã hội, những anh em đang cho vay app, những anh em đang cho vay tài chính, chúng ta có một cái góc độ chúng ta nhìn nó sáng và nó tốt hơn. Bởi vì trong quan hệ chúng ta người với người, chúng ta nên có một cái gì đó nó là tương đối thôi, đừng làm quá. Các bạn cứ hình dung một cô gái đang rất là xinh tươi, trẻ trẻ trung, xinh đẹp, có một đứa con 5 tháng, đùng một cái các bạn gây áp lực, đe dọa người ta là con gái chưa bao giờ trải qua những cái này, chỉ có vay vài cái app thôi mà các bạn làm cho người ta phải phải mất đi một đứa con, và bây giờ là mất cả tinh thần và gần như cô ấy tuyệt vọng. Mình cũng không biết nói thế nào nữa, cảm xúc của mình gần như rất là tệ. Rồi các bạn thấy là đây nó lại gọi, các bạn thấy không? Nhắn nhá thế này thì làm sao mà ấy được. Nên là mình mong muốn những gì mình nói, những ai hiểu được tấm lòng của Hùng thì hãy hiểu. Còn cũng có những thời điểm mình nói luôn các bạn chứ, mình gần như không có gồng gánh nổi nữa, hay là không gồng gánh nổi, và mình mới nghĩ ra những cái vấn đề nó cũng tương tác hai bên. Kể cả bây giờ cái chuyện mà viết đơn xin giảm lãi, viết đơn ly hôn, viết đơn tranh tụng kiện tụng, đứng tòa, rồi bảo vệ vấn đề này vấn đề kia, thậm chí mình chạy xe hàng trăm cây số để xuống đó để mình nhận một cái khoản thù lao nó rất là ít, trừ chi phí xăng xe ra nó dư ra vài vài trăm ngàn, 1 triệu thôi, mình không dám lấy nhiều, nhưng mà họ tự nguyện họ cho. Có những thời điểm là mình đi ra các tỉnh, khi mình giúp họ cho mình không lấy tiền, họ nhét 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 một cái phong bì vào túi mình không lấy, nhưng mà nhìn họ quá thành thành tâm mình cũng phải lấy về. Mở ra phong bì thì có khi nó vài trăm ngàn, có khi nó cũng là vài triệu, nhưng mà đó cũng là một cái khoản kinh phí giúp mình các bạn. Và gần như là mình nghĩ mình giống như một ông thầy bói hay một ông gì đó, giống như ông thầy cúng thầy mo, hoặc là giống như những cái nhà sư rồi đó, đến cúng cúng bái bái xong rồi có được một một cái khoản, nói chung là tiền cơm nước, giống như cúng vậy, cúng dường vậy. Thì đấy cũng chính là những cái niềm vui. Thì bản thân Hùng thì Hùng làm đến thời điểm bây giờ cũng 6 tháng, cũng có những anh chị phản ánh Hùng là tại sao gọi không được, tại sao nhắn tin không được. Thì ngày hôm nay tôi mong tất cả các anh chị chúng ta sẽ gọi cái số 1900 4686, chỉ cần gọi đến để thông tin thôi, bỏ đến để lại cái thông tin. Và Hùng cũng tiết lộ cho tất cả các anh chị một cái vấn đề là hiện tại mình đã làm việc với lại cái đầu số của 1900 4686, và mình được chiết khấu ra một chút xíu là cái tiền của nhà mạng chiết khấu lại về cho mình. Nó chỉ là một chút thôi, rất là nhỏ. Nghĩa là các bạn gọi một cuộc điện thoại để lại thông tin, mình có vài trăm đồng. Ví dụ như một bạn nào đó gọi đến là để lại thông tin và tôi cần tư vấn vấn đề này, thì mình cũng có vài trăm đồng. Thay vì các bạn gọi điện cho mình đây, mình không có cái gì hết, nhưng bây giờ các bạn gọi cái số này, mình lại có thêm một vài đồng. Và từ cái vài đồng đó mình có thể lấy cái đó mình trang trải tiền nước nôi, tiền mặt bằng, rồi các cái vấn đề cơ sở vật chất cho tất cả những anh em. Thì hôm nay các bạn thấy là cái video này của Hùng âm thanh nó tốt hơn, rồi hình ảnh nó tốt hơn, cái profile nó tốt hơn, tất cả những vấn đề nó đều tốt hơn. Thì mình cũng đang 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 thực sự đang nhận được từ các bạn, các anh chị ủng hộ cho mình. Vì đó là tiền của mọi người. Đây là một cái mà mình rất là trân trọng. Mình sử dụng cái điện thoại, sử dụng cái máy tính, mình sử dụng những cái ví dụ như bôi da, những cái vân vân, kể cả những quyển sách, là có sự đóng góp của các bạn. Thứ nhất, đóng góp từ việc mà ủng hộ kênh, kênh của Hùng cũng bắt đầu có tiền, các bạn thấy không? Có tiền. Rồi cái tiền tổng đài mình bắt đầu có sự chiết khấu trong đó. Thế nào? Nên là các bạn nhiều khi các bạn mà gọi điện đến là các bạn thấy là có khi các bạn gọi không được, bởi vì là các bạn gọi ngoại mạng thì không được, bởi vì nội mạng không được, các bạn chỉ gọi ngoại mạng thôi. Thế nào? Các bạn gọi đến, ví dụ như các bạn có thể là trước khi gọi thì các bạn nộp khoảng 10 20 nghìn chẳng hạn đi. Các bạn gọi đến để lại thông tin nó thoải mái. Còn các bạn có 1 2 nghìn gọi nhiều khi không được, bởi vì là tiền của nhà mạng nó quy định mà. Đây gọi là tiền đài. Và tiền đài của mình là tiền đài thấp nhất trong cái hệ thống tiền đài luôn. Các bạn biết là tiền đài của những cái hệ thống tư vấn luật khác nó là 15.000, 20.000, nhưng tiền đài của mình nó chỉ là 3.000 đến 5.000 thôi. Nghĩa là dưới 5.000, còn mình vẫn chưa trao đổi cụ thể về cái vấn đề này, bởi vì nó có một cái thang mốc là phải đạt cái mốc đó thì mình mới nhận được.
Thì rất là hy vọng tất cả các bạn, các anh chị hỗ trợ và ủng hộ. Thì trong cái quá trình mà xây dựng cái phòng pháp lý cũng như là đơn vị luật tư vấn miễn phí này thì Hùng gặp rất là nhiều khó khăn, từ khó khăn về chi phí, từ khó khăn về nhân sự, bởi vì là nhân sự của mình lương nó rất thấp. Lương cơ bản mình trả cho các bạn là 3 triệu cộng với tiền đơn thì trung bình một tháng các bạn có 3-4 triệu gì đấy, và các bạn cũng cố gắng đi với mình. Thì vì vấn đề kinh phí nên là bắt đầu những cái bạn khác là rời xa mình dần, bởi vì hầu như là không ai trụ nổi cái vấn đề này đâu. Ít nhất một bạn một tháng cũng phải được 5-6 triệu thì mới đi được. Còn bây giờ các bạn có đôi lúc không thì rất là khó, các bạn biết rồi. Nên là mình cũng hy vọng là những cái lời mà tâm sự thật sự của mình, những cái lời trăn trở của mình, rất hy vọng được tất cả những anh chị mà có tiềm lực về kinh tế có thể là lên một cái tiếng nói nào đó giúp cho mình. Và những anh chị mà hiện tại đang đang coi Hùng như là kẻ thù thì hãy xem xét lại, bởi vì Hùng chỉ làm những cái vấn đề đúng thôi, Hùng không hề làm sai. Và đến cho thời điểm bây giờ mình cũng chưa bao giờ làm cái gì nó quá đáng, và mình chỉ làm những gì nhà nước không cấm, pháp luật cấm. Những vấn đề đó thì mình cũng phản ánh những vấn đề đó, đòi nợ sai, đặc biệt là đòi nợ sai, lãi suất sai, quản lý nợ sai, vân vân và vân vân thì mình mới nói thôi. Và một lần nữa chúc tất cả các anh chị, tất cả các cô, các chú, tất cả những người đang theo dõi kênh của Triệu Quang Hùng một lời chúc đầy cái, không biết nói làm sao, nhưng là một lời chúc từ bên trong trái tim của Hùng ra, từ nội tâm của Hùng ra, từ con người của Hùng đi ra. Chúc các anh chị sớm đạt được thành công, sớm có thật nhiều tiền và luôn luôn có tiếng cười trong cuộc sống. Và nếu như được một ngày nào đó, nếu như được những anh chị mình đã từng giúp, kể cả chưa giúp, có thể quay lại để giúp cho kênh của Hùng ngày càng tốt hơn, ngày càng lớn mạnh hơn. Và Hùng tin rằng nếu như Hùng ngày càng tốt hơn, ngày càng lớn mạnh hơn thì Hùng sẽ giúp được các bạn nhiều hơn. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã theo dõi clip này của Hùng. Và các anh chị và các bạn đừng quên chúng ta chia sẻ cái clip này đến nhiều người hơn, để Hùng có nhiều cơ hội tiếp cận mọi người hơn, để có nhiều người cũng có thể là tiếp cận Hùng hơn để nắm được những kiến thức này. Và các anh chị nhấn vào cái nút like ở trong cái trang YouTube, cái video cũng như đăng ký kênh, để làm sao giúp cho kênh của Hùng có thể được đề xuất đến nhiều người hơn. Bởi vì Hùng không có tiền để quảng cáo kênh, không có một chút tiền nào các bạn ạ. Hùng khởi điểm từ một cái xuất phát cực kỳ thấp, và cho đến bây giờ nó cũng như vậy. Cái áo vest mình mua từ thời điểm 2015, còn cái kia là 2016, còn cái áo này là từ thời điểm ấy, kể cả cái quần này, tất cả những thứ mình có đều là từ những năm trước 2018. Bởi vì thời điểm đấy mình kinh tế khá tốt. Sau năm 2018 mình không sắm sửa cái gì hết, không mua lấy một cái quần luôn. Chỉ có là vừa rồi các bạn thấy mình có mặc áo thun, mua vài cái áo thun mặc cho mát thôi. Đấy. Thôi được rồi, bây giờ là mình chúc thì cũng chúc hết, trao đổi thì cũng trao đổi hết rồi. Thì chúc các bạn có những ngày thật là vui. Sắp cuối năm rồi, chúng ta cố gắng kiếm tiền. Và nhớ là năng lượng phải đầy người. Khi gặp bất kỳ một chuyện gì khó khăn, chúng ta phải bình tĩnh, đưa ra kế hoạch và xử lý nó. Và có bất kỳ điều gì khó khăn, hãy gọi cho Hùng bằng việc để lại thông tin qua đầu số 1900 4686. Các bạn sẽ thấy được cái giá trị của cái kênh của mình, giá trị của ekip mình, và giá trị được những lời tư vấn của mình thông qua những cái vấn đề mà mình nói thực tiễn luôn. Và không dài dòng nữa, xin chào tất cả các bạn và tất cả các anh chị em.